Alo. Alo. Vâng. Quốc Khánh phòng marketing nghe đây. Sao ạ? Tai nạn ạ. Sao ạ? Có nặng lắm không ạ? Sao hiện giờ đang ở đâu ạ? Vâng. Tôi đến ngay ạ. Ông, có chuyện gì thế? Chả có chuyện gì cả. Bình thường thôi. Có khi hết hôm nay hỏi bác sĩ xem tình hình thế nào, rồi sáng mai tôi đưa ông về nhà thôi. Chứ ở đây nằm bất tiện lắm, tôi đi lại nhiều lần mệt ơi là mệt. Nào, bà nói cái gì? Đưa tôi về nhà à? Thì sao nữa, ông cứ nằm mãi ở đây tôi đi lại nhiều lần mệt lắm, mà tốn cả tiền xe ôm. Này, uống thuốc đi bố. Với lại chân ông chỉ bị trẹo, nằm tĩnh dưỡng vài ngày là không ngay ấy mà. Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Bố về nhà cho nó tiện chứ ở đây con ngứa đầu lắm rồi. Vào trong kia mà gọi. Nhưng mà ở đây không có xăm phun. Rách việc. Tất cả nghe tao nói đây. Không ai muốn nằm viện cả. Nhưng nằm viện nó sinh lợi, cho nên phải cố mà nằm. Đúng. Ôi mà, chả mấy khi có vụ tai nạn như thế này. Dịp may hiếm có, mình phải tận dụng cơ hội chứ. Đồng thời kiểm tra năng lực và lòng trung thành của chúng nó. Hiểu chưa? Không sai. Có khách. Sếp ơi, sếp ơi, sếp có nghe thấy em nói gì không? Sếp ơi, đây là nho Mỹ em mua cho sếp đây. Ngày thường sếp bảo là sếp ăn một cân cũng không biết chán. Bây giờ em mua cho sếp một cân mốt nửa lạng đấy sếp ơi. Sếp ơi. Sếp. Lại có khách. Ơi, em mua giò bò đến cho sếp đây sếp ơi. Không biết bao giờ sếp mới tỉnh lại ăn giò bò của em đây sếp ơi. Giò bò mà vớ vẻ bò điên thì sếp đi một lần nữa. Sếp ơi, đây là quýt Malaysia. Nó vừa thắng mình 3-0 nhưng mà quýt của nó vẫn ngọt lắm sếp ơi. Sếp đừng ăn 3-0 sếp ơi. Em có lạp sườn bà chị xuất khẩu đấy sếp ơi. Thank you.
chỗ à? Đây, đây là quà của cu cậu. Này, con robot này vừa đi vừa đấm vừa đá vừa bắn vừa nhảy, lại cả biết tôi. Cho chị xem ơi. Ôi, anh cảm ơn anh quan tâm đến em nó quá đấy. Dạ, dạ chưa hết ạ. Dạ còn đây là shampoo và nước hoa để dùng cho cô nhà. Rồi sao anh biết là em thích loại này? Anh lúc nãy vào thấy em đứng cảm tạ ở đây là anh biết ngay. Đầu hơi bếp. Thứ hai là mũi anh to thế này mà thính. Dạ còn đây là quá. Đây là bông băng để dùng cho sếp. Nhưng mà bây giờ không dùng nữa thì chị dùng tạm. Em xin có ý kiến. Kính thưa toàn thể gia đình, kính thưa sếp đang làm, trong khi chờ cấp trên bổ nhiệm lãnh đạo, tôi tự cho phép mình làm quyền trưởng phòng. Quyền trưởng phòng? Ông không thể làm lãnh đạo của tôi được. Tôi phải làm lãnh đạo của ông. Cái gì? Ông về sau tôi 3 năm, có nghĩa là ông thua tôi 3 năm kinh nghiệm nghề nghiệp thâm niên. Ông đòi lãnh đạo tôi, quê ông ở đâu đấy? Này, ông ơi bị lạc hậu đấy. Bây giờ người ta bổ nhiệm không cần đến thâm niên đâu. Mà tôi ít tuổi hơn ông. Vì vậy mà tôi thuộc thế hệ trẻ, phải ưu tiên lớp trẻ. Chính vì thế tôi phải làm lãnh đạo của ông. Ôi giời ơi, người ta cần trẻ là trẻ có năng lực, có tài năng nhá. Ông trẻ như ông vứt. Trời, bằng của ông là bằng sơ cấp, trong khi đó bằng của tôi là bằng trung cấp. Sơ cấp mà đòi lãnh đạo trung cấp. Bằng trung cấp? Này, bằng của ông ấy là bằng dởm. Ông mua hết 1,5 triệu nhá. Ai bảo ông là tôi mua? Này, ông có cần tôi dắt ông đến cái chỗ ông mua bằng không? Hả? Trời, thôi được rồi, cứ cho là tôi không bằng đi. Nhưng bằng của ông là bằng sơ cấp thú y. Trong khi đó công ty của ta là công ty điện tử. Thú y thì liên quan gì đến điện tử? Sao không liên quan? Mà này, tôi khỏe, tôi cao hơn ông, tôi có dâu, tôi phải làm lãnh đạo, tôi phải làm trưởng phòng. Dâu thì làm cái gì? À, ông định biến cái công ty của ta là sân đấu vật à? Mà ông đòi to hơn, khỏe hơn. Rồi, ông nhìn thế này. Mũi tôi to hơn mũi ông, trán tôi sắp hói đến nơi rồi. Trước khi sếp đây nằm xuống, sếp cũng đã tâm sự đủ điều với tôi rồi. Tâm sự thì ăn thua cái gì? Này, sếp đây nhá, còn viết di chúc cho tôi nhá. Chính vì thế, tôi phải làm quyền trưởng phòng. Tôi làm quyền trưởng phòng, ông làm nhân viên cho tôi. Ông làm nhân viên của tôi phải làm trưởng phòng. Tôi làm trưởng phòng, ông làm nhân viên. Tôi làm trưởng phòng. Thôi được rồi, ông làm trưởng phòng. Đúng. Quên, tôi làm trưởng phòng, ông làm nhân viên. Tôi làm trưởng phòng. Tôi làm trưởng phòng. Tôi mới làm trưởng phòng. Cái gì, ông làm nhân viên cho tôi thì có ai? Tôi xứng đáng làm quyền trưởng tôi phòng. Tôi là quyền trưởng phòng. Ôi, sếp. Tôi vẫn còn sống, có làm sao đâu. Chỉ sai khớp mắt cá một chút thôi. Ngày mai vẫn tiếp tục đi làm. Ai vào việc đấy? Dạ vâng ạ. Còn cái mâm này xin mang dùm về nhà hộ. Nhà em ạ. Dạ nhà em ạ. Nhà tôi chứ.